Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi rễ nhanh cho một cây hoa lan có những chiếc lá đã bị khô. Khi các bạn có những cây hoa lan này, chúng ta đừng vội bỏ đi. Tất cả những chiếc rễ này đều đã bị hư. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và phần này vẫn còn xanh tốt, nhưng rễ đã bị hư hoàn toàn, các bạn không sử dụng được. Và chúng ta hãy gỡ sạch những chiếc lá này ra khỏi cây. Và những chiếc lá bị hư như thế này, các bạn nên gỡ bỏ. Các bạn hãy sử dụng một lá cây lô hội, nó sẽ rất tốt cho hoa lan của chúng ta. Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Và hãy cho tất cả lô hội này vào đây. Các bạn hãy cho vào một lít nước. Chúng ta sử dụng thêm mật ong sẽ giúp cho quá trình vận chuyển nước được nhanh hơn. Và trong mật ong cũng có tính kháng khuẩn và khử trùng. Các bạn hãy dùng một thìa nhỏ. Sau đó chúng ta để gốc hoa lan vào như thế này. Các bạn sẽ để trong 25 phút. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và chúng ta sử dụng nước này. Các bạn lau cho các chiếc lá. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá được phục hồi nhanh và không bị nấm, côn trùng. Khi những chiếc lá được làm sạch, nó sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cây được nhanh và dễ dàng hơn. Các bạn sử dụng bột quế có tính kháng khuẩn. Và hãy dùng một thìa nhỏ. Cho vào nửa lít nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau đó các bạn sử dụng bột quế. Và chúng ta sẽ bôi vào phần này để giúp cho vết cắt không bị nhiễm khuẩn. Sau đó các bạn sẽ lọc bỏ cặn. Các bạn sử dụng rêu
cho nước này vào đây để khử khuẩn cho chất trồng. Và dùng những chai nhựa. Sau đó đặt vào như thế này. Và dùng những viên sỏi nhỏ cho vào đây. Bạn hãy cho rêu vào. Và chúng ta sẽ đặt gốc hoa lan vào. Và các bạn hãy dùng nước để chúng ta tưới giữ ẩm cho cây 4 ngày một lần ở dạng phun sương, giúp cho lá không bị héo và không được tưới quá nhiều nước. Đặt cây ở những nơi có ánh sáng và thoáng mát. Kết quả sau 40 ngày, hoa lan đã được phục hồi, phát triển rất xanh tốt và khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Rễ đã được phát triển rất khỏe mạnh với cách làm này. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Với phương pháp này, các bạn rất dễ dàng để tạo được rễ khỏe mạnh và giúp cho những cây hoa lan có thể được hồi sinh nhanh và dễ dàng hơn. Đến giai đoạn này, chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại cây, giúp hoa lan được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Cây đã phát triển được rất tốt. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.